Hello anh chị em. Nếu mọi người muốn biết luôn đi trước đối phương một bước là như thế nào thì hãy alo hỏi ngay thầy Pep, bởi vì thầy đúng là đẳng cấp thợ thầy trong khoản này luôn. Khoan chưa bàn đến chiến thuật mà chỉ cần nhìn khâu chuyển nhượng thôi là đã thấy rồi. Khi mà mùa này các đối thủ giờ mới đang dục dịch nổ những bản hợp đồng đầu tiên thì Man City của thầy đã nổ từ tận tháng 2 với con hàng Savio đến từ câu lạc bộ Troyes của Pháp. Thôi, không làm mất thời gian của anh em. Video ngày hôm nay sẽ là những ấn tượng của mình khi theo dõi cầu thủ người Brazil thi đấu nha. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì nhớ like, subscribe và nếu rảnh thì ghé fanpage và nhắn tin với một cú pháp gì đó tự các bạn nghĩ cũng được để tham khảo chương trình membership nhá. Cuối tuần này bọn mình có talk show tư vấn tình cảm cực hay luôn. Ok, bắt đầu. Cái ấn tượng đầu tiên của mình khi xem Savio đó là khả năng quẩy cực kỳ khét. Nếu như 19 đội tại Premier League năm ngoái luôn luôn cảm thấy khiếp sợ mỗi khi MC cho Doku vào sân, thì mùa tới chuẩn bị x2 nỗi sợ lên, bởi vì Savio cũng có khả năng đi bóng không thua kém gì người đồng đội mới. Theo thống kê trong một năm vừa qua, mỗi trận cầu thủ người Brazil thực hiện tới 7,14 tình huống lên bóng và thành công 3,15 trong số đó, đạt tỷ lệ 44,1%. Tỷ lệ 44,1 nghe có vẻ hơi thấp, nhưng nếu so sánh con số này với những thợ quẩy có tiếng khác thì thực ra là cũng không quá kém cạnh, bởi vì quẩy nhiều thì hỏng nhiều, đúng không? Để có thể quẩy được ác như vậy thì một phần nó đến từ cái thể chất cực kỳ hợp đối với những chân chạy cánh mà Savio đang sở hữu. Anh có khả năng bứt tốc quãng ngắn tốt và sải chân rất là dài chuẩn meta để phục vụ cho những bước chạy tốc độ ở khoảng cách dài. Bên cạnh đó, dù nhìn thân hình trông hơi gầy nhưng mà nó vẫn đủ cho Savio chịu được va đập ở một mức độ nhất định. Kết hợp với khả năng thăng bằng nữa thì thực sự để có thể huých bay Savio trong những tình huống đi bóng của anh cũng là một việc tương đối khó đấy. Đi cùng với thể chất đó là một bộ skill xử lý tuy đơn giản nhưng lại có độ hiệu quả cực kỳ cao. Nếu như người đồng đội mới Doku liên tục sử dụng những tình huống chạy thay đổi tốc độ, thay đổi nhịp độ đi bóng để loại bỏ đối phương, thì Savio lại sử dụng những cái nhịp nhứ hay là những pha đảo chân để khiến cho đối thủ mất thăng bằng như thế này. Rồi sau đó thì anh mới thực hiện những pha đẩy bóng dài để tận dụng tốc độ của mình. Ngoài ra thì mặc dù có cái chân không thuận hơi cụt một chút, nhưng mà con hàng đến từ xứ sở Samba này vẫn có những tình huống đi bóng hướng sang phía bên phải để đa dạng hơn cho những lựa chọn xử lý của mình, khiến cho việc bắt bài anh trở nên khó khăn hơn một chút đối với đối phương. Ví dụ như trong pha này, khi mà hậu vệ của Atletico Madrid chú tâm vào phòng ngự hướng cắt vào phía trong thì Savio đã tận dụng để đẩy một phát xuống đáy biên luôn. Nói chung là với con hàng này thì các đội mùa tới cứ xác định là đóng bỉm. Nếu mà muốn đá low block với Man City, bởi vì đã có Doku rồi, giờ lại còn có Savio nữa thì thực sự rất là đáng sợ. Mà không chỉ low block đâu, mà đá chuyển trạng thái cũng chết luôn khi mà khả năng kéo bóng quãng dài của anh cũng là rất tốt. Cái này thì đương nhiên rồi. Cứ tưởng tượng đá highlight mà một bên là Haaland, bên kia là Savio đang cầm bóng chạy thì chắc là các hậu vệ ngất mất thôi. Nếu như thợ quẩy người Bỉ Doku mùa trước thường xuyên bị chỉ trích là dê thì khét đấy, nhưng mà đầu ra kém quá, thì với Savio, anh em fan MC có thể yên tâm hơn một chút, bởi vì đầu ra của cầu thủ người Brazil là cực kỳ tín. Khi mà tại La Liga mùa trước anh đã góp công vào 19 bàn thắng cho Girona với 9 pha lập công và 10 pha kiến tạo. Nhưng mà đây thì mới là mùa đầu Savio đá được nhiều đến thế, nhỡ lại cầu thủ một mùa thì chết à. Lúc đầu mình nhìn thông số mình cũng có một cái nghi ngờ như thế, nhưng mà sau khi trực tiếp xem tân binh của MC thi đấu thì nỗi lo này tan biến hoàn toàn luôn, khi mình thấy rằng cầu thủ người Brazil có những tố chất để trở thành một chân kiến tạo đỉnh ở cánh trong tương lai. Cầu thủ này sở hữu một khả năng quan sát tốt, sự bình tĩnh cũng như quyết đoán trong khâu ra quyết định, và quan trọng là sở hữu cái chân trái có khả năng chuyền bóng cũng như tạt cánh rất là ngon. Những đường tạt của Savio có độ chuẩn xác cao, lực đi rất là vừa tầm và điểm đến thì luôn đặt các đồng đội vào những tư thế thuận lợi để dứt điểm. Anh em cứ lên YouTube search cho mình là Savio Highlight thì sẽ thấy là phần lớn những cơ hội nguy hiểm mà anh tạo ra sẽ có một kịch bản kiểu như thế này. Bước 1 là giữ vài nhịp trước mặt đối phương để nhử. Bước 2, đối phương dính bẫy, Savio đẩy dài bứt tốc. Và bước 3, khi tạo đủ khoảng cách với đối phương rồi thì ngẩng mặt lên quan sát đồng đội phía trong, rồi tạt bóng hoặc căng ngang vào bên trong bằng chân trái. Thế luôn, mình chứng kiến rất là nhiều những pha bóng kiểu như thế này của Savio tại La Liga mùa trước, dù cho là anh có đá bên trái hay là bên phải đi chăng nữa. Với những đường tạt kiểu này thì Haaland sẽ là người được hưởng lợi, khi mà chỉ cần đè được đối phương ở trong vòng cấm thôi, Savio hoàn toàn có thể mớm bóng tận chân cho tiền đạo người Na Uy luôn. Ngoài khả năng kiến tạo thì khả năng săn bàn cũng là thứ mà mình thấy khá là ấn tượng ở cầu thủ sinh năm 2004. Tuy nhiên, cái khoản này hiện tại anh em xem thì sẽ chưa thấy rõ lắm đâu, bởi vì mùa trước đa phần các bàn thắng của cầu thủ người Brazil sẽ đến từ những pha đá bồi hoặc là theo kiểu một mình cân tất, sộc vào vòng cấm ghi bàn. Cái khoản săn bàn mà mình đang muốn nói đến ở đây nó nằm nhiều ở cái tư duy chạy chỗ. khi mà cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Mineiro rất chịu khó chạy vào khai thác các khoảng không. Kết hợp với quả sải chân dài búp tốc độ kia thì một khi Savio đã vít ga là chịu, rất là khó bắt. Đây là một ví dụ như thế, sau khi truyền vào giữa cho tiền đạo thì số 16 nhận thấy có khoảng trống ở trước mặt và ngay lập tức sộc thẳng vào đó trước khi nhận đường trả lại của đồng đội và ghi bàn. Về tay Pep thì rất có thể đây sẽ là một điểm mạnh mà thầy có thể rèn thêm cho cậu học trò mới, biến anh trở thành một mối nguy thường trực bên trong vòng cấm địa, giống cái cách mà ông đã từng làm với Raheem Sterling trước đây. Nếu mà như thế thật thì Savio đúng là một con quái vật, vừa giỏi on ball, vừa giỏi cả off ball thế này thì ai mà đỡ được. Tuy nhiên, giống như truyền thống vạch lá tìm sâu của chúng mình thì chúng mình vẫn soi được những cái điểm mà cầu thủ người Brazil còn yếu và cần phải cải thiện trong tương lai. Điều thứ nhất đó là cách xử lý các cái tình huống của anh nó nặng về bên trái quá. Như đã nói ở trên thì cái chân phải của anh ta cũng không đến nỗi là quá cụt. Vấn đề là anh ta không thích sử dụng nó ấy. Mặc dù mình vẫn thấy có những tình huống xử lý tương đối là mượt với chân không thuận. Quả này chẳng hạn, một pha đẩy dài xuống biên giống tình huống ở đầu video thôi là ngon rồi. Nhưng mà không hiểu sao Savio lại cứ cố dây vào trong và thế là mất bóng giữa vòng vây của các cầu thủ Atletico Madrid. Đó, nếu mà thầy Pep làm một cách nào đấy unlock được nốt cái chân phải thì lối đá của Savio sẽ trở nên biến ảo hơn rất nhiều. Nhấn mạnh là rất nhiều, khi mà những cái góc xử lý của anh ta sẽ không bị giới hạn nữa, giúp cho anh ta tự tin kiến tạo hoặc là ghi bàn ở đa dạng các tình huống hơn so với hiện tại. Một điểm yếu nữa mình thấy được đó là khả năng dứt điểm của Savio tương đối là tệ. Điều này thì nó tương hỗ không được tốt lắm với cái khoản khả năng chạy chỗ săn bàn mà mình nói ở bên trên. Thì mặc dù là mùa trước overperform bàn thắng kỳ vọng tới 3 bàn, thế nhưng như đã nói lúc nãy, đa phần các bàn thắng là đến từ những pha đá bồi hoặc là solo ghi bàn trong vòng cấm thôi. Còn nếu như bảo làm mấy quả cắt inside rồi sút như Robben thì thôi, Savio không làm được đâu. Khi mà những cú dứt điểm ngoài vòng cấm của anh không có độ ổn định, khi lực đi và điểm đến cũng thường không quá hiểm. Cái này thì phải xem nhiều mới biết được, nhưng mà mình cứ cắt một hình để lấy ví dụ nhá. Pha này thì cắt inside nhìn như Robben ấy, xong lúc cứa thì lên trời như là Antony. Mà đấy là chân trái thuận nhé, chứ chân phải thì thôi, không tính tiền. Kiểu này thì khả năng mùa tới cứ cắt vào trong mà không tạt hoặc là truyền được cho đồng đội là cũng hơi vấn đề đấy. Với việc mùa trước cánh phải của MC khá là cụt khi không có bất cờ winger thuần nào, thì việc đem Savio về theo mình là 99% để giải quyết vấn đề này rồi. Thế còn 1% còn lại thì sao? Đó là cánh phải không phải vị trí sở trường của tân binh này. Thì khi đá ở đây, lối đi bóng của anh sẽ đa dạng hơn rất nhiều, chứ không còn chỉ biết cắm thẳng xuống đáy biên như ở cánh trái. Thế nhưng không biết là sau đó sẽ thế nào khi mà rẽ trái rồi anh đóng thì không làm được, tạt chân phải thì càng không thuận. Giờ chỉ có một cách đó là ngoặt lại rồi tạt cuộn trong như là Mahrez ngày xưa, hoặc là cầm bóng cắt vào trong thu hút đối phương rồi nhả lại cho đồng đội. Nói chung là cũng hơi hạn chế một chút. Nhưng mà thực ra thì ông nào thuận một chân thôi thì cũng như thế mà. Đá cánh trái thì có vẻ là ok hơn, nhưng mà ở đây thì Doku và Grealish đang đá rất là ok. Nhét thêm con hàng mới vào thì hơi chật. Thôi cái này thì chắc là để thầy Pep tính xem, chứ mình thì chịu. Là mình thì mình lại cho đi du học tiếp chứ không giữ lại đâu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn rộng toàn bộ hệ thống để xem là Savio sẽ ghép vào thế nào với những con người hiện tại. Trên giấy tờ thì đội hình mạnh nhất của hàng công nhà đương kim vô địch Premier League sẽ là Doku, Haaland, Savio, De Bruyne và Foden. Quả này thì phải gọi là mũi khoan tổng lực. Thực sự là họ có khả năng phá được bất kỳ một hàng thủ nào. Nhưng mà bị cái là tổ đội này nhìn có vẻ hơi trực diện quá, không có nhiều tính kiểm soát. Và với bản tính của Pep chắc là ông chỉ dùng nó trong những tình cảnh kiểu như là phút 80 vẫn đang thua một bàn thôi, chứ khó mà phệt ngay từ đầu. Mình tin là mùa tới thầy vẫn sẽ chơi công thức một kiểm soát một solo, khi mà Grealish hoặc là Bernardo Silva sẽ đá một bên, cặp với Savio hoặc Doku ở bên còn lại. Còn nếu mà thầy cố đấm ăn xôi, muốn dùng cả hai thợ khoan cùng một lúc thì chắc chắn là một người trong bộ đôi Kevin De Bruyne và Foden sẽ phải hy sinh để nhường chỗ cho một cầu thủ có lối đá mang tính kiểm soát nhiều hơn như là Kovacic hoặc là Silva bé. Tổng kết lại thì mình nghĩ rằng Savio là một bản hợp đồng mang tính chuẩn bị cho sự ra đi của De Bruyne trong tương lai, chứ cũng không hẳn là một bản hợp đồng giải quyết những vấn đề hiện tại. Khi mà nguồn kiến tạo ở trung lộ của cầu thủ người Bỉ bị mất đi thì nó sẽ phải được phân bổ lại ra các vị trí khác, và đó là lý do vì sao một chân chạy cánh mang thiên hướng sáng tạo như là Savio được đem về. Tuy nhiên trong tình cảnh đội chủ sân Etihad vẫn đang im hơi lặng tiếng tại kỳ chuyển nhượng hè và chưa có bất kỳ một phương án nào khắc phục vấn đề bên cánh phải của mình, thì biết đâu tân binh này lại là một giải pháp thì sao? Thôi thì chúng ta cứ xem nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.